ơi, khỏe không anh Chim? Chim ngồi kế người đẹp nào vậy? Một mình anh. Một mình hả? Nè đó, cảm ơn là tới Moonlight ủng hộ nha. Lần này anh Chim tới Moonlight thấy đồ ăn được không? Anh chụp anh đây, được. Đồ ăn ngon không? Chừng nào đám cưới có discount hết price không? Có, đám cưới là discount cho anh nửa giá. Nửa nha. Nửa giá nha. Cảm ơn nhiều.